tham dự nhiều khóa tu, nghe nhiều bài giảng, đã thọ trì quy y và ngũ giới, thì tạm gọi chúng ta là những người tu, tu rồi. Như vậy thì chúng ta là những người tu rồi, thì làm như thế nào để chúng ta khác với cái người chưa tu? Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm oai nghi chính tại. Như vậy thì cái người tu rồi, từ cái hành động và lời nói cũng như tâm tư của chúng ta phải khác với cái người chưa tu. Chúng tôi giảng bài giảng này không phải tự nhiên. Chúng tôi có một cái bài thơ đạo có tựa đề là Chưa tu và tu rồi. Xin quý vị cho phép chúng tôi được mượn cái bài thơ đạo này làm cái nội dung để giảng cho cái bài pháp tối hôm nay. Bài thơ đạo Chưa tu và tu rồi có nội dung như sau: Chưa tu nghiệp ác còn gây, tu rồi thì phải chứa đầy thiện nhân. Chưa tu thì lời lẽ bất cần, tu rồi lời lẽ muôn phần dễ nghe. Chưa tu còn tánh khắt khe, tu rồi lòng phải đổi ra dễ dàng. Chưa tu đời lắm gian nan, tu rồi đời sẽ lạc an muôn phần. Chưa tu còn lắm tham sân, tu rồi tỉnh thức dần dần thoát ra. Chưa tu lạc lối nẻo tà, tu rồi giác ngộ đâu là đường đi. Chưa tu thì tạo nghiệp ly bì, tu rồi tỉnh thức từ bi giúp người. Chưa tu chấp ngã si mê, tu rồi buông xả nẻo về thênh thang. Chưa tu thì lòng thấy bất an, tu rồi thoát khổ muôn vàn thảnh thơi. Như vậy thì cái bài thơ này nó có hai vế rất rõ ràng. Một là chưa tu, hai là tu rồi. Như vậy thì chúng ta thuộc nhầm cái vế thứ hai là những người tu, tu rồi. Như vậy chúng ta phải làm sao phải khác với cái người chưa tu. Có một lần chúng tôi đi sang Úc hoằng pháp, trên chiếc máy bay thì có rất là nhiều người Việt từ Việt Nam bay sang Úc. Họ là Việt Kiều. Thì quý vị biết rồi, họ Việt Kiều họ về Việt Nam mà thăm quê hương xong họ đi về Úc là họ đa phần họ mua thực phẩm của Việt Nam đem qua Úc. Mà cái nước Úc thì rất là khắt khe về vấn đề mà nhập cảnh thực phẩm vào trong nước họ, cho nên họ xét rất là kỹ. Vì vậy mà họ thông báo cái người nào có mang thực phẩm thì sắp một hàng, cái người nào không mang thực phẩm thì sắp một hàng. Chúng tôi là người tu cho nên mình không có mang theo thực phẩm, và mình sắp cái hàng mà bên không có mang thực phẩm. Và mình là người tu cho nên mình cũng thông thả, từ từ mình xuống máy bay. Vì vậy chúng tôi được xem như là người cuối cùng sắp cái hàng không có thực phẩm. Bên hàng mà có thực phẩm có cái bà cụ đó, chắc bà đi nhiều lần rồi, kinh nghiệm cho nên bà tranh thủ dữ lắm, xuống cái sắp hàng gần ở đầu đó. Nhưng mà vì cái hàng của bà cụ là nó xếp những người có thực phẩm cho nên xếp hơi lâu, mỗi người phải từ 5 đến 7 phút mới xong. Mở cho họ coi thực phẩm nào mà an toàn, có nhãn mát thì họ mới cho nhập vào. Còn thực phẩm nào mà thấy không có nhãn mát mà không có an toàn á, hoặc là có mùi hôi là họ tịch thu hết. Chính vì cái hàng của bà cụ sắp hàng lâu như vậy á, cái hàng của chúng tôi càng ngày nó càng nhanh lên. Lúc đầu thì bà cụ thấy chúng tôi sắp chót, nhưng mà dần dần cái hàng của tôi lên bằng với bà cụ. Cái bà cụ mới nhìn nó mới hỏi: "Thầy, sao mà hàng của thầy nhanh quá vậy?" Thì lúc đó chúng tôi cũng biết trả lời sao. Chúng tôi mới trả lời đại với bà cụ rằng là người tu có khác. Cái bà tụ mới nghe, bà trả lời rồi bà giật mình, bà nói: "Bà thầy, mỗi người tu bên đây người ta cũng giải quyết nhanh hả thầy?" Cái chữ có khác ở đây có nghĩa là mình đi tu thì tất nhiên quý vị hiểu rồi, nó có cái phước báo của sa môn. Cái phước báo của người tu là vì mình là người tu cho nên đi sang nước ngoài thì có chùa chiền họ lo rồi, đâu cần phải mang theo thực phẩm đùm đùm đề đề chi. Còn cái người mà chưa tu thì phải mang theo nào, thức ăn này, thức ăn nọ, vật thực này, rồi quần áo đồ đạc nhiều lắm. Còn mình là người tu thì mình đi nó đơn giản cho nó nhanh. Thì chúng tôi trả lời một cách băng quơ, vô tình. Nhưng mà câu nói này nó tạo cho bà cụ một cái câu trả lời nó hơi sốc. Là người tu có khác. Mà hôm nay chúng tôi muốn mượn cái câu này để gửi cho quý vị lúc nào cũng tâm niệm rằng
mình là người tu phải khác hơn người chưa? Chưa tu. Thí dụ những người chưa tu, người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Vậy thì quay tiền. Vậy thì mình có tu nữa cũng giống như người chưa? Chưa tu. Chẳng hạn như mình có ông chồng, ông hay sân si vì ông là người chưa tu, còn mình là người tu rồi thì mình phải tập cái tánh điềm đạm, rồi phải quay nghi lời nói hành động của mình, nó phải có chánh niệm, nó phải có tỉnh thức. Chứ bây giờ cái ông kia ông không tu, ông sân si, rồi mình đây mình tu rồi mình cũng sân si luôn. Như vậy thì quý vị thấy hai người này có khác nhau không? Hoàn toàn là không khác, giống nhau. Cho nên chúng tôi muốn quý vị là những người đã quy y Tam Bảo, là Phật tử, có giữ năm giới, đôi khi mình thọ bát giới nữa. Cho nên mình phải tạo làm sao cho mình có một cái phong cách bề ngoài, từ cái lời nói, từ cái tư cách cũng như tâm ý của mình phải khác với cái người chưa tu. Thì khi mà mình được như vậy thì cái thân giáo của mình nó sẽ nhiếp độ người khác. Thí dụ như mình có một trong gia đình mình có những người họ chưa tu, ông chồng mình hoặc vợ mình và những đứa con mình, mà thấy mình đi chùa Linh Phước thời gian về, thấy sao cái lời nói hành động của mình nó cũng nhẹ nhàng, nó chánh niệm, mà nó xuất phát từ tâm từ bi không, nó không có sân si, thì từ từ mấy người kia họ thấy họ mới bị nhiếp phục bởi những cái oai nghi lời nói hành động của mình. Rồi họ mới hỏi mình đi chùa nào để họ đi theo. Đó là một cách để mình tiếp độ người người ta. Thí dụ mình có ông chồng mà lúc trước đây mình đi chùa thì ông hay buồn, ông thích, ông quan hỷ. Mỗi lần đi chùa về cái ông kiếm chuyện. Nhưng mà mình đi tu một thời gian sau mình về, rồi cái oai nghi của mình, tư cách của mình, lời nói của mình, hành động của mình, làm sao để nhiếp phục ông, để mai mốt mà mình đi tu, mình chuẩn bị mình đi chùa, mình lấy áo tràng ra mình chuẩn bị mình đi á, cái ông nói nè, ông nói lần này dự tu ru anh đi với chánh pháp Như Lai, đã làm tánh em gì tha, bớt âu lo thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Ví dụ vậy. Như vậy thì mình đã thành công. Trước đây á, mình chưa tu á, thì mình hay nhăn nhó, mình giận hờn, mỗi khi mình gặp chuyện này chuyện kia mình sân si. Nhưng mà từ khi mình tu rồi thì mình đã thay đổi. Mình thay đổi làm sao mà cho cái người kế bên mình họ bị nhiếp phục bởi cái sự thay đổi của mình. Cho nên cái nội dung hôm nay nó rất là, cái đề tài rất là đơn giản, nhưng mà cái nội dung thông điệp của chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị là làm sao chúng ta phải xác định mình là người tu rồi. Để trước khi đi thẳng vào cái nội dung của cái bài pháp, chúng tôi có tình cờ đọc một câu chuyện. Câu chuyện này trên mạng xã hội đó, chúng tôi cũng không biết cái người viết, họ viết với cái ý gì. Nhưng mà khi chúng tôi đọc, chúng tôi nghĩ theo cái ý đạo thì thấy nó rất là hay. Chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi được kể câu chuyện này ra cho quý vị nghe, và chúng tôi sẽ giải thích theo cái ý đạo. Cái câu chuyện này thì diễn tả rằng có hai tên cướp vào trong một cái ngân hàng để cướp tiền. Thì khi bước vào, hai tên cướp thì mới nổ súng. Và hai tên cướp này la lớn lên rằng là: tôi báo cho mọi người ở đây biết, tiền là của ngân hàng, mà mạng là của các người, giữ cái nào. Thì cái bước này chúng tôi đã gọi là bước một, gọi là khai tâm. Tại sao gọi là khai tâm? Vì mình có những cái thói quen là khi mình nghe cướp cái là mình lo giữ của, mình không có giữ mạng. Mà trong cái đó cái đáng giữ là mạng của mình, còn của là không có đáng giữ. Trên trong cuộc đời của mình có những cái đáng giữ thì mình lại không chịu giữ, mà cái không đáng giữ thì mình lại giữ. Đó là một cái sai lầm rất lớn trong cuộc sống của con người chúng ta. Đức Phật Ngài dạy, ví dụ như là mắt tai mũi lưỡi thân ý này, mình phải giữ. Mình phải giữ cái thân khẩu ý của mình này, làm sao cho nó thanh tịnh, cho trong sạch. Mình làm sao mình giữ cái tâm của mình này, thì cái đó gọi là cái đáng giữ. Còn ngoài ra những cái chuyện khác gọi là không đáng giữ. Mà mình thì lại có một cái bệnh, cái đáng giữ thì không chịu giữ.
mà cái không đáng giữ thì lại thích giữ. Giống như hai tên cướp này la lớn lên cho nhân viên ngân hàng biết rằng tiền là của ngân hàng mà mạng là của các ngươi, các ngươi giữ cái nào? Thì lúc này nhân viên ngân hàng mới thức tỉnh, à thì ra là mình lo giữ mạng mình chứ giữ tiền là cái gì. Thì cũng vậy, chúng tôi hay thường nói rằng là chúng ta trên đời có ba cái ngu. Cái ngu thứ nhất là gì? Cái ngu thứ nhất là cái đáng biết thì không chịu biết. Cái ngu thứ hai là gì? Cái không đáng biết thì lại muốn biết. Cái ngu thứ ba là gì? Biết mà biết không rành, cũng là cái ngu. Ví dụ như cái đáng biết không chịu biết, mình biết cái chuyện gì mà mang đến cái tâm mình nó an vui, nó không phiền não, nó không khổ đau thì nên biết. Còn cái chuyện gì mà mình biết mà nó mang đến cho mình khổ đau, phiền não, tham sân si, sanh khởi thì dứt khoát cái chuyện này mình không nên, nên biết. Thí dụ như là bây giờ chuyện của mình, coi mình có tu hay không thì cái chuyện này nên biết. Còn cái chuyện của người ta có tu hay không thì không nên, nên biết. Bởi vì biết nó sanh ra phiền não. Mục đích của chúng ta là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Mình vào đây mình tu là mình nhìn người ta có tu hay không, mà trong đó mình không chịu nhìn mình có tu hay không, mà mình lại thích nhìn người ta có tu hay không. Mà khi mà nhìn người ta có tu hay không á, người ta có tu thì không sao, mà ta không tu cái mình nói. À nó hay vậy đó, mình nói. Mình nói riết rồi, mình nói những cái người bạn đồng tu của mình. Riết rồi cái mình thói quen quý vị, được đằng chân mình lăn đầu, mình nói riết nói đến sư phụ luôn. Cho nên đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa cốt để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì u phiền bủa quanh. Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa thì ngồi than trách đời. Đến chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Mình làm sao mà đến đây mình mang được cái sự an lạc thảnh thơi đi về thì mới là gọi là cái người đi tu là để thấy mình. Còn đi tu không ai để nhìn người ta. Có những người quý vị biết không, đến chùa chẳng những không nhìn nữa mà để ý theo dõi. Thì cái dạng này chúng tôi xin được phép sửa lại một chút. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Đi rình người ta. Đó là mình, cái ngu của mình là cái đáng biết thì không chịu biết, mà cái không đáng biết thì lại muốn biết. Cái ngu thứ ba là biết biết không rành. Quý vị biết mình có một cái bệnh. Cái bệnh là gì? Nghe thì một nửa thôi, hiểu thì một phần tư, mà khi kể lại là kể gấp đôi. Cái này nó nguy hiểm. Khi chúng tôi ở Ấn Độ, quý vị biết không, cái người dân Ấn Độ họ tốt lắm. Mình hỏi đường họ, họ biết, họ chỉ, mình không nói. Đằng này họ không biết, họ cũng chỉ luôn. Mày chết mình. Tức là nhiều khi họ tốt quá, mà mình hỏi họ cái đường đi mà họ không biết thì thôi, nó không biết. Không có, có những người quý vị biết, người ta hỏi mình biết thì nói mình biết, không biết thì thôi mình nói mình không biết. Đằng này mình không biết, nhưng mình nghe lón thoáng đâu ra mình sự suy diễn rồi mình nói luôn. Cái này rất là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện được tiếp theo như sau. Thì sau khi hai tên cướp mới cướp một số tiền, thì cái tên cướp trẻ tuổi ấy, mới hỏi cái tên cướp lớn tuổi lâu năm ấy, mình có cần đếm là mình cướp được bao nhiêu không? Thì cái tên cướp lớn tuổi lâu năm mới quay qua mới trả lời rằng mày ngu quá, cần gì đếm. Ngày mai á, truyền thông thông tin báo chí đài nó thông báo ngân hàng này mất bao nhiêu thì mình biết mình cướp bao nhiêu. Cái bước này chúng tôi tạm gọi là kinh nghiệm lâu năm hơn cái người thiếu kinh nghiệm, đúng không? Thì chúng tôi muốn chuyển tải cho cái gì, một thông điệp là chúng ta là những người tu lâu thì phải có kinh nghiệm hơn cái người mới mới tu. Mình giải quyết vấn đề nó sẽ được tốt đẹp hơn. Ví dụ khi nghịch cảnh đó, cái người mà không có tu thì họ dễ dàng sân si đau khổ lắm, phiền não lắm. Còn mình có tu thì mình kinh nghiệm, mình quá giải liền, mình quá giải liền. Ví dụ như ai mà bị phụ bạc đi, cái người mà không tu đau khổ lắm, đúng không? Bị người ta phủ tinh đi. Nhưng mà người có tu thì họ hiểu nhân quả, họ đơn giản là giải quyết là kiếp xưa do lỡ phụ người, kiếp này mới gặp phải người phụ ta, xin đừng thảm khóc kêu la, nhân nào quả nấy, thật là chẳng sai. Thì cái gì thấy không? Cái người tu lâu kinh nghiệm nó giải quyết cái đề đơn giản không?
Cái người có tu thì họ lại hay lắm, tức là cái kinh nghiệm lâu năm. Ở đây ai đi chùa trên một năm đâu gia ta chúng được rồi đó. Tất nhiên là những người này phải hơn cái người họ mới đi chùa. Mình đi một năm rồi thì cái kinh nghiệm của mình nó phải nhiều hơn cái người họ mới đi. Cũng giống như tên cướp, lớn tuổi lâu năm có cái kinh nghiệm hơn cái tên cướp trẻ tuổi. Trời ơi, cướp tiền mà lo được ngồi nó mà điếp, cần chứ mà điếp, mất thời gian, thiếu kinh nghiệm. Thì sao hay khi tên cướp này mới cướp đi một số tiền? Nhân viên ngân hàng mới báo là giám đốc rằng là ngân hàng chúng ta bị cướp. Quý vị biết ông giám đốc ông nghe cái tin ngân hàng bị cướp, thay vì ông buồn, ông đau khổ, đằng này ông mừng mà ông lại vui. Ông nói không sao, lâu nay ngân hàng làm ăn nó thất thoát, có một số bị thâm thủng không biết khai vào đâu, sẵn dịp ăn cướp này mình khai vô bị ăn cướp luôn. Thì cái bước này chúng tôi tạm gọi là chuyển đổi hoàn cảnh. Ông này ông quá khéo đi, ông chuyển đổi hoàn cảnh từ cái hoàn cảnh buồn thành vui, đau khổ thành hạnh, hạnh phúc. Ông giám đốc này ông không có buồn, ngân hàng bị cướp mà ông buồn, ông mừng. Bởi lâu nay á, ngân hàng thất thoát số tiền mà không biết khai vô đâu, hôm nay sẵn cái dịp ăn cướp mình khai vô biển cướp luôn, nó khỏe mà nó vừa an toàn đó. Thì chúng tôi cũng muốn tất cả người tu chúng ta cũng vậy, phải khéo chuyển đổi hoàn cảnh. Thí dụ mình khi phước đến với mình thì mình vui, đúng không? Nhưng mà khi nghiệp đến với mình thì mình đau khổ. Bây giờ mình phải làm sao chuyển đổi hoàn cảnh. Khi gặp thuận cảnh thì thuận lợi thì mình ai cũng vui hết. Nhưng mà khi gặp nghịch cảnh hay nghịch duyên ai cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Thì mình bây giờ làm sao để mà mình khéo tu, mình chuyển đổi hoàn cảnh. Trước đây ai nói xấu mình, ai mắng nhiếc mình, ai chửi mình đau khổ, mình buồn. Bây giờ những cái người mà họ nói xấu mình, họ chửi mình, họ mắng nhiếc mình, thì mình phải tu làm sao để mình chuyển đổi cái hoàn cảnh đó, mình không còn đau khổ nữa. Cái này mới là khó. Ai là những người tu Phật? Phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thuận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn thì sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái bệnh là gì? Mình không cảm nhận được những cái hạnh phúc mình đang có, mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Mình cứ nhìn cái bên kia là thấy hạnh phúc không? Mình nhìn cái bên ngoài hạnh phúc không? Mà trong cái đó mình đang có cái hạnh phúc rất là tuyệt vời mà mình không thấy. Cho nên bây giờ mình phải chuyển đổi hoàn cảnh, mình phải thức tỉnh để chuyển đổi hoàn cảnh. Ngày xưa ai mạ lị mắng nhiếc mình buồn, bây giờ ngược lại, gặp người mạ lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Như vậy thì nghịch cảnh nó sẽ giúp cho mình tu mau thành đạo. Người ta chửi mình càng nhiều mà mình tu được thì mới là tốt. Chứ bây giờ người ta chửi mình cũng sân si lại thì cái chuyện là mình chưa tu miếng nào hết. Mình chưa nhịn được miếng nào hết. Không nhẫn thì không gần được đạo. Cái người nào mà tập cái tâm nhẫn. Trước đây ai chửi mình giận không? Giận. Bây giờ người ta chửi mình không có giận. Để mình thử thách cái lòng tu của mình, để hiểu được cái điều này, để chuyển hóa được điều này. Thì chúng tôi xin hỏi quý vị, quý vị có tin sâu nhân quả không? Làm lành thì có quả lành đúng không? Làm ác thì có quả khổ đúng không? Nhân nào quả nấy. Đạo Phật là chúng ta chủ trương nhân quả. Thí dụ như trước đây mình có tạo phước, nhưng mà song song đó mình cũng có gây nghiệp. Mình đâu có biết được trong những đời trước của mình. Thí dụ trong những đời trước của mình thì mình cũng có đi chùa tụng kinh, nhưng mà song song đó, lâu lâu mình cũng sân si, mình chửi mắng người này người nọ. Thấy không? Thì tất nhiên mình gây nhân thì có tạo phước và có tạo nghiệp. Khi quả trổ ra thì quý vị cũng phải đồng ý với chúng tôi rằng có lúc thì phước nó trổ, nhưng mà song song đó cũng có đôi khi nghiệp nó trổ. Tại vì mình gieo thì gieo cả hai, thì quả trổ ra cũng phải cả hai.
chứ đâu có phi lý đến mức độ mình gieo gieo cả hai mà quả thì mình gặt gặt phước không thì làm sao có. Quý vị mình cứ mong làm sao mình hưởng phước không thì điều này có không? Không. Khi mình gieo trồng á thì mình gieo trồng cả cả hai, phước mình cũng cũng gieo, mà nghiệp thì mình cũng tạo. Thì tất nhiên khi quả trổ ra thì quý vị có đồng ý chúng tôi là lâu lâu mình cũng phải trả nghiệp chứ, phải không nè? Quý vị đồng ý không? Đồng ý thì mình không có sợ nghiệp nữa. Bởi vì nghiệp là gì? Nghiệp là mình là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc của mình. Nghiệp là chỗ y cứ của mình. Nghiệp phân chia chúng sanh thành ưu thắng và hạ liệt. Cho nên mình không có sợ nghiệp. Nhưng mà mình sợ cái thái độ để mình tiếp nhận cái nghiệp đó. Thí dụ phước trổ đến mình thì gọi là nghiệp thiện thôi. Còn nghiệp trổ đến mình gọi là nghiệp ác thôi. Thì hai cái này đều là nghiệp hết. Nó khác nhau cái tính chất là thiện hay ác thôi. Cũng đồng thời một lời nói. Nếu mình niệm Phật thì tụng kinh đó, thì nó khác. Nhưng mà cũng đồng thời lời nói mà mình chửi mắng người ta thì nó khác. Như vậy thì nghiệp ác và nghiệp thiện thì tất nhiên nó sẽ có quả vui và quả khổ. Mà khi mình gieo thì mình gieo cả thiện lẫn ác, thì quả mình gặp thì cũng phải có cả ác lẫn thiện, có vui lẫn khổ. Thì bây giờ tại sao mình thấy nó phi lý là khi phước đến thì mình vui, mà nghiệp đến thì mình lại buồn? Quý vị thấy có phi lý không? Quá phi lý. Bây giờ mình hiểu được vấn đề này thì mình sẽ không còn phân biệt để mà phi lý nữa. Cái nào đến cũng được, quan trọng nhất là cái thái độ chấp nhận của mình. Nhưng bây giờ mình chưa có quen cái thái độ chấp nhận. Vì vậy bây giờ mình thấy sao? Mình phải suy nghĩ rằng cái nghịch duyên này nó sẽ trợ cho mình, giúp cho mình để mình tiến tu nữa. Muốn thành công thì phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời thì có dài mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn. Một lần ngã để bao lần vững bước. Vững tay lái cho thiền con vượt biển. Chắc tay cương cho ngựa nhỏ băng ngàn. Qua khó khăn với khổ ải lầm than, ta tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Những người tu chúng ta cũng vậy. Nhiều khi cái nghiệp đến với mình là nó giúp cho mình trên cái con đường tu. Gặp người mạ lị chớ phiền. Ví dụ ta mắng nhiếc mình thì giờ không phiền nữa, mà hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Đó, mình đang đi tìm cái khổ duyên để mình hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Như vậy mình còn sợ nghiệp chướng nữa không? Không. Bởi vì cái nghiệp chướng này nó biến thành là cái động lực để cho mình thành đạo. Anh chửi tôi càng nhiều mà tu được là tôi mau thành đạo. Trước đây thì ai chửi mình buồn, bây giờ ai chửi mình lại vui. Tại sao vậy? Xin hỏi quý vị chứ, mình là Phật tử. Phật tử nghĩa là Phật con, đúng không? Là con của Đức Phật. Phật tử nghĩa là Phật con. Con mà giống bố thì còn gì hơn, phải không? Bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị, Đức Phật có bị người ta chửi không? Có. Mà không phải chửi ít đâu. Chúng tôi báo cho quý vị biết nghe, Đức Phật bị người ta chửi liên tục 7 ngày. Mình có bị ai chửi 7 ngày liên tục không? Làm gì có. Chửi mình chừng 5 phút là họ lè lử rồi. Chửi mình nói nó 7 ngày, thấy không? Mà Đức Phật người ta chửi ngày 7 ngày thì Đức Phật ngày nghĩ sao? Những lời chửi mắng mê si, Như Lai lãnh chịu, thương gì chúng sinh. À, Ngài lại không ghét cái người chửi Ngài, mà Ngài lại thương cái người đó. Thì bây giờ mình là Phật tử nghĩa là Phật con, phải không? Con mà giống bố thì còn gì hơn. Đức Phật bị người ta chửi thì Ngài sao? Ngài im lặng, Ngài nhẫn nhịn, Ngài chịu đựng để Ngài thương cái người đó. Còn mình đệ tử Phật cũng bị người ta chửi thì mình làm sao? Sao quý vị? Mình chửi lại. Người ta chửi mình một câu, mình chửi lại hai câu. Mình dữ dằn vậy đó. Mình thuộc dạng con hơn cha rồi. Cái này con hơn cha thì dạng nhà bung nóc luôn. Mình giỏi Đức Phật. Đức Phật người ta chửi Ngài thì Ngài Như Lai lãnh chịu, thương gì chúng sinh. Đúng không? Thì bây giờ mình cũng vậy. Ai chửi mình thì mình cũng lãnh chịu mà thương cái người đó. Thương được không? Thương được không? Đâu ai thương được đâu, giờ tại. Rồi có hai người.
Quý vị muốn hai người này thương, ngày mai canh hai người này chửi giùm sư nghe. Bây giờ chửi họ, họ không có giận đâu. Họ thương. Bây giờ họ tu rồi. Họ bây giờ là người tu có khác hơn người không tu rồi. Đó, hôm nay cái chủ đề chúng ta là gì? Người tu có khác. Khác hơn người không? Không tu. Như vậy thì cái ông giám đốc này, ổng quá hay. Ổng chuyển đổi cái hoàn cảnh, từ cái hoàn cảnh đau khổ thành cái hoàn cảnh hạnh phúc, từ cái hoàn cảnh đau buồn thành cái hoàn cảnh vui mừng. Thì mình bây giờ người tu cũng phải khéo chuyển đổi hoàn cảnh. Trước đây mình nghiệp đến thì mình buồn dữ lắm. Bây giờ nghiệp đến thì không buồn nữa. Đó là nghiệp của mình mà buồn cái gì? Mình là chủ nhân của nghiệp. Mình đâu có trả nghiệp giùm người ta đâu. Nghiệp ai nấy mang mà, phước ai nấy hưởng mà. Chứ mình đâu có trả giùm cái nghiệp của các bạn kế bên đâu mà sợ. Mình gieo thì mình phải gặt. Mà Đức Phật dạy rồi, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã dẹp. Nếu cái nghiệp nó đến cái thời kỳ cổ quả rồi, thì mình có chạy lên trời, mình có trốn xuống biển, mình có vào hang núi mình núp, thì nghiệp nó cũng đến với chỗ với mình. Cho nên mình cứ vui vẻ mà trả. Cái thái độ trả nghiệp của mình mới là quan trọng. Còn cái nghiệp thì không quan trọng. Đó là định lý mà. Gieo gì thì gặt. Định lý là gì? Nó là bất di bất dịch. Nó là đương nhiên. Giống như khi quý vị đâm đầu vào tường ấy, thì cái độ cao của khối u ấy, nó tỷ lệ thuận với độ ngu khối óc. Càng ngu thì đâm càng mạnh, mà càng mạnh thì cái độ nó càng cao. Đơn giản vậy thôi. Nó là một cái định lý quy lực. Nhân nào thì quả nấy. Cho nên người ta nói là ông bà mình dạy là khéo ăn thì no, khéo co thì cũng vậy. Cái chữ tu cũng phải khéo quý vị. Cái người mà khéo tu thì bớt khổ, mà giỏi tu thì hết khổ, mà dở tu thì than khổ. Cho nên tu cũng phải rành mỗi cách tu quý vị. Tu mà không khéo thì khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lỵ, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn mù. Cho nên nó phải tu là dễ đâu. Tu phải rành mỗi cách tu. Thì bây giờ mình tu theo Phật rồi, phải an nhiên tự tại. Dẫu thế nào tâm mãi an vui, tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Thì bây giờ mình tu theo Phật rồi, mình phải biết tùy duyên tùy lúc. Cái duyên đến đó thì mình phải biết. Cái duyên đi thì hết thôi. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao mà không tự tại. Ví dụ người Nhật có một cái nghệ thuật sống rất an lạc. Họ sống như thế nào? Họ nói rằng là miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Tại vì họa tự miệng mà ra, ý quả tự miệng mà ra, mà bệnh tự miệng mà ra. Bệnh tùng khẩu nhau, mà quả tùng khẩu sức. Cho nên họ hành rất là đơn giản là miệng nên ít nói, tự nhiên ít quả. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Bây giờ bệnh nhiều lắm quý vị, là do ăn nhiều đó. Thời xưa khó khăn, có đồ ăn, ít bệnh. Bây giờ đầy đủ quá, ăn cho cố vô đi, bệnh cho nhiều. Bệnh toàn là bệnh ca không. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Cái lòng mình nó muốn nhiều, nó lo nhiều. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ. Làm nhiều thì khổ nhiều. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao mà không tự tại. Như vậy thì tất cả đều do mình sanh sự, thì sự nó mới sanh. Dù đục dù trong là con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tử nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự dương lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả cuộc đời là trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã phải biết vươn mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy.
không chỉ dành cho một riêng ai. Cho nên do cái lòng mình nó sanh sự thì cái sự nó mới sanh. Quý vị thấy không? Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Vô u là gì quý vị? Là cái tâm không phiền não, nó vẫn đẹp giữa vô thường. Là cho cuộc đời này nó có thạnh si, được mắt có không, tâm mình nó vẫn là vô vô u. Cái hoa vô u là cái hoa không phiền não, cái hoa an lạc. Như vậy thì mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy đúng không? Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Có người nó mưa buồn, nắng vui, nắng quá cái nóng quá, nó nóng quá muốn khùng vậy, muốn mong cho trời mưa. Cái lòng mình, cho nên mình thấy rõ là do mình sanh sự thì sự nó mới sinh. Đúng không quý vị? Đồng ý với tôi không? Nhờ quý vị đồng ý vỗ tay cho tôi hát cho quý vị nghe bài sanh sự sự sinh. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh. Nếu không sanh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Hát hay chỗ tay lớn quá vậy? Do mình không giữ chánh niệm, do mình không tỉnh thức, cho nên mình để cái lòng mình nó sanh sự thì sự nó mới xuất hiện, sự nó mới sinh ra, vấn đề nó mới sinh ra. Còn nếu cái lòng của mình nó an nhiên tự tại rồi thì cái sự nó không có xuất hiện. Cho nên cái ông giám đốc này ổng quá hay. Là gì? Ổng chuyển đổi hoàn cảnh, ổng khéo quá. Từ cái đau khổ thành cái niềm vui. Mình bây giờ mình tu cũng vậy, mình phải khéo chuyển đổi hoàn cảnh. Hồi nãy hai cô kia đồng ý rồi giơ tay rồi, người ta chửi mà mừng. Có lạ không quý vị? Cái người tu nó khác hơn người không tu. Quý vị nhớ, người tu chúng ta là phải khác hơn người không tu. Hôm nay chúng tôi chỉ cho quý vị một cái thông điệp rất là đơn giản, nói rằng người tu có khác. Khác ở đây là gì? Khác hơn người không tu. Thí dụ, người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Đó. Hay không? À. Thì nó phải khác với người không tu. Hôm nay chúng tôi giảng một cái bài giảng nó không có gì là sâu xa, đề tài đơn giản, nhưng mà đòi hỏi quý vị phải nhận thức được rằng mình là cái người tu rồi, phải khác hơn người không tu. Biết đạo thì không buồn chuyện trái ngang, biết đủ thì không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Như vậy trước đây mình không biết đạo á, thì mình buồn chuyện trái ngang dữ lắm. Trách đời, trách người, rồi trách bản thân, trách bóc dữ lắm. Vì mình chưa biết đạo, thấy chuyện trái ngang bất bình, trách dữ lắm. Bây giờ mình người là tu rồi phải khác hơn người không tu. Biết đạo rồi thì không buồn chuyện trái ngang. Chúng tôi xin phép quý vị một cái ví dụ. Khi quý vị đi ra đường, quý vị thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu, một cái chuyện trái ngang xảy ra trước mắt mình, quý vị cảm thấy đau buồn.
Tại sao bất bình mình lại ghét cái người mạnh mà mình lại thương cái người yếu? Cái mình thấy chuyện bất bình anh hùng mà, thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp là mình xăng tay áo lên liền. Mình nói cái người mạnh có ngon ăn thua đủ lên liền. Đừng có ăn hiếp cái người này người ta yếu. Theo quý vị đúng hay sai? Mình can thiệp như vậy đúng hay sai? Có gọi là anh hùng hay không? Không phải như vậy. Can thiệp như vậy thì chỉ có gọi là hủ võng mà vô môn, không có trí tuệ. Mình phải bình thản, mình nhìn cái sự việc đó bằng cái lăng kính nhân quả. Như thế nào? Mình nhìn cái người mạnh ăn hiếp người yếu này nè, mình thấy cái người yếu mà tội nghiệp đúng không? Mà mình đâu có biết cái người yếu này đời trước cũng là cha chú anh chị gì đây, cũng hà hiếp người ta dữ lắm, bây giờ mới gặt cái quả. Thấy không? Cái gì nó phải có nhân quả chứ đâu phải tự nhiên. Còn cái ông mạnh này đây, bây giờ ông ỷ ông có phước, ông mạnh, ông không lo tạo phước giúp người, ăn hà hiếp người ta, thì ông sẽ chắc chắn sẽ gặt cái quả sao? Sau này thấy công bằng không quý vị? Như vậy thì có bắt mớ gì tới mình? Để mình phải khùng lên. Thấy không? Biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Mình phải bình tĩnh, mình mới nhắc nhở hai người này, nói anh đời trước anh gieo ác nghiệp, anh tạo những cái điều không tốt cho nên bây giờ anh gặt cái quả. Còn cái người mạnh nó nói thôi anh ơi, đừng có gieo nghiệp nữa. Kiếp trước có tu mới được như vậy, bây giờ phải ráng tu nữa. Chứ có phước rồi không lo hưởng phước để tạo phước mà còn lo gieo gây nghiệp. Để mốt rồi anh gặt quả là anh sẽ thấy. Thì lúc đó cái thái độ của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Người tu có khác hơn người không tu là ở chỗ này. Đúng không? Mọi sự đều phải có nhân duyên chứ không phải tự nhiên. Không có gì là tự nhiên. Trên cuộc đời này cả đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Như vậy thì người yếu đó cũng phải do nhân quả họ tạo ra chứ đâu phải họ tự nhiên bị người mạnh ăn hiếp. Đâu biết bao nhiêu người họ ăn hiếp, ngay cái người này. Thấy không? Cho nên ta nói là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy cái tâm mình nó thiếu buông xả, nó thiếu vị tha, cho nên mình cứ trách móc dữ lắm. Người ta khuyên rằng là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội, đừng trách người một lần lầm lỗi. Hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Như vậy do cái tâm mình chưa tu cho nên mình còn trách móc. Vì vậy biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng. Mình vội vàng tranh thủ không được. Từ bi hỷ xả, lòng thanh thản mà nghe lời Phật dạy là sao? Như vậy thì đạo Phật chúng ta chỉ có hai thôi, một là từ bi, hai là trí tuệ. Hôm nay chúng tôi xin tặng quý vị hai câu là món quà, coi như là bảo bối, bỏ một túi để dành sống, làm cái người tu rồi khác với cái người chưa tu. Mời quý vị đọc theo. Giảm bớt phiền não cho người khác là từ bi, giảm bớt phiền não cho chính mình là trí tuệ. Đọc lại, giảm bớt phiền não cho người khác là từ bi, giảm bớt phiền não cho chính mình là trí tuệ. Quý vị ráng nhớ hai câu này. Trong cuộc sống của mình, người tu rồi phải khác với cái người chưa tu. Mình làm cái gì đừng gây phiền não cho người khác. Mình giảm được cái phiền não cho người khác là mới thể hiện được cái lòng từ bi, đúng không? Còn mình cứ đi gây phiền não cho người khác hoài, mình có từ bi không? Quay lại cái bài thơ: chưa tu nghiệp ác còn gây, tu rồi thì phải chứa đầy thiện nhân. Trước đây mình chưa tu á thì mình gây nghiệp ác dữ lắm, nhưng bây giờ mình tu rồi thì mình phải hướng thiện nghe quý vị. Cái gì thiện thì mình làm, cái gì ác là dứt khoát không không làm. Nhớ giùm chúng tôi vậy. Cái gì thiện thì mình làm, mình hướng thiện, hướng thiện là mình đi theo con đường thiện. Chưa tu thì nghiệp ác còn gây, nhưng mà tu rồi thì phải chứa đầy thiện nhân. Chưa tu lời lẽ bất cần, tu rồi lời lẽ muôn phần dễ nghe.
Bây giờ mình tu rồi, lời nói của mình á, khi mình nói ra thì người nghe an lạc, mà người nói cũng an lạc. Nhớ, mình nói bằng tâm từ bi thì nên nói, nói bằng tâm sân si thì không nên nói. Bởi vì mình nói bằng tâm sân si thì tạo nghiệp, mà nói bằng tâm từ bi thì tạo phước. Thì quý vị muốn nói cái nào? Mặc dù mình thấy lời nói như gió thoảng mây bay, nhưng mà cái lời nói mà nó gây nghiệp ghê lắm quý vị. Người ta nói lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng. Quý vị thấy lời nói đơn giản nhưng mà nhiều khi nó cắt lòng của người nghe đau nhói. Lời nói không phải là khói, nhưng mà nói ra người ta rơi lệ. Cho nên cái miệng của mình nó gây nghiệp ghê lắm. Mình có ba con đường tạo nghiệp. Một là gì? Thân nghiệp. Hai là gì? Khẩu nghiệp. Ba là gì? Ý nghiệp. Mình chỉ có ba con đường tạo nghiệp thôi. Thì cái người tu thoát, người không tu là mình phải giữ ba cái tam nghiệp này, mình chuyển trở thành tam nghiệp thiện. Cho nên khi mình nói, mà nói bằng cái tâm từ bi hỷ xả thì nên nói, mà nói bằng cái tâm ganh tị sân si thì dứt khoát không nên nói, nhất là nói chuyện người khác. Trước đây mình không biết, mình hay nói chuyện người khác lắm. Mà nếu mình nói bằng cái tâm ganh tị thì theo quý vị tạo nghiệp hay tạo phước? Tạo nghiệp. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ là biết rồi. Nhớ, người tu có khác hơn người không tu. Khi mình đang nói mà mình không biết, cái bà kia bà đang nghe hay quá, mà mình thức tỉnh được, nhớ là lời xin định dạy là tạo nghiệp, dứt khoát không nói, ngưng liền. Bà kia bà đang nghe, bà mất hứng, bà quay bà nói, ủa sao không kể tiếp đi. Mình mới trả lời với bà là ngu sao kể. Ông chánh định ông dạy tôi ngu sao kể. Tôi kể bà nghe sướng vào lỗ tai, còn nghiệp thì tôi mang. Hồi đó trước đây 5 phút tôi ngu, tôi kể cho bà nghe. Bây giờ tôi hết ngu rồi. À, thấy không? Tức là khác hơn người không tu liền. Ngu sao kể? Tôi kể bà nghe, bà sướng cái lỗ tai bà, còn nghiệp ai mang quý vị? Mình mang. Miệng xây núi nghiệp biết đời nào ta. Cái miệng của mình nó gây nghiệp ghê lắm. Cho nên dứt khoát là ngưng liền. Nếu như chúng ta chánh niệm, thức tỉnh, giờ phút nào thì ngưng lúc đó, không nói nữa. Bởi nói nữa thì nghiệp tạo nữa. Ngưng liền, nó lỡ tạo rồi thì nó cũng được một phần thôi, mà ngưng được thì nó giảm bớt. Còn có bà kia, bà có mất hứng thì kể cha bà. Mất người ta tôi, thấy không? Tự nhiên là vì bà tôi ngồi tôi tạo nghiệp không? Cho nên nhớ, dứt khoát. Chưa tu nghiệp ác còn gây, tu rồi thì phải chứa đầy thiện. Chưa tu lời lẽ bất cần, tu rồi lời lẽ muôn phần dễ nghe. Bây giờ tôi nói là phải bằng tâm từ bi tôi mới nói. Chưa tu còn tánh khắc khe, tu rồi lòng phải đổi ra dễ dàng. Trước đây tâm của mình chấp nhất dữ lắm, khắc khe dữ lắm, đủ điều hết, sân si mạn nghi đủ điều hết. Bây giờ cái lòng của mình mới đổi ra dễ dàng. Chưa tu còn lắm gian nan, tu rồi đời sẽ lạc an muôn phần. Quý vị thấy Đức Phật có an lạc không? Quá an lạc. Ngài xuất hiện ở đời cứu độ chúng sinh, đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác, đưa chúng sanh từ bờ khổ đau đến bờ an lạc. Mà mình là đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật đưa mình đi mà mình không thấy miếng an lạc nữa. Con nhà nông thì không giống lông cũng giống cách, mình phải giống Đức Phật một chút. Bây giờ quý vị nhìn lên Đức Phật đi, trên gương mặt Đức Phật nè, trong cặp mắt của Ngài, quý vị thấy trong cặp mắt đó đầy lòng từ bi rộng lớn, thương yêu chúng sinh, cặp mắt rất là an lạc. Bây giờ mình nhìn cặp mắt của mình đi, hằng sâu đau khổ thù hận bực bội sân si tham lam đủ thứ đó, không giống miếng nào. Bây giờ phải làm sao cho giống Đức Phật. Khi quý vị mà thấy tâm mình nó đang bị phiền não dâng cao, lên bàn Phật, ngồi đối diện với Đức Phật, nhìn cái gương mặt của Đức Phật như thế nào, thì mình phải diễn tả cái gương mặt của mình. Tâm trạng nó hiện ra cái sắc tâm. Nếu cái tâm trạng của quý vị an lạc thì cái gương mặt của quý vị rất an lạc.
Còn tâm trạng của quý vị khổ đau, phiền não là nó hiện ra rồi. Cho nên cuộc đời cần phải vui tươi. Gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng quan cái luân hồi khổ đau. Trước đây một là hoan hỷ, hai là quan cái. Một là thương, hai là ghét. Mình có cái bệnh nặng như vậy, gặp người đó là mình thương dữ lắm, nhưng mà hãy ghét rồi là ghét dữ lắm. Bây giờ không phải, mình đi con đường trung đạo mà. Con đường trung đạo là gì? Tại vì quý vị biết không, mình quá thương thì sẽ có buồn thôi. Có vui thì sẽ có buồn đỉnh lĩnh. Có sướng có khổ thì vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo lìa xa khỏi cành. Đời người sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới thì xu sang không về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Cho nên mình dứt khoát hãy có vui sẽ có buồn. Cho nên mình cũng cần quá vui để rồi phải quá buồn. Vì vậy nếu không quan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái. Cũng hai cái chữ quan, một cái quan hỷ, cái quan trái. Thì mình chọn con đường giữa. Bởi vì mình quan hỷ thời gian là có quan trái. Thương thời gian là sẽ đâm ra ghét, thù hận. Cho nên là mà thiên hạ thì tranh nhau nói khổ vui quý vị. Gặp nhau là cứ nói hoài, lúc này thấy chị khỏe quá ha, chắc làm ăn được, sức khỏe tốt, thấy vui quá. Vài bữa gặp lại bí sĩ xám xịt, bệnh tùm lum, nó cũng này sao vậy, chị thấy ghê vậy. Nó trời ơi, bệnh là có buồn. Mà thiên hạ gặp nhau cứ nói chuyện vui với buồn. Thiên hạ thì tranh nhau nói khổ vui. Mà theo quý vị thì có chi là khổ, có chi vui? Giàu vui, nghèo khổ, hay là đẹp vui, xấu khổ? Theo quý vị cái nào khổ nào vui? Có chi là khổ, có chi vui? Không có cái nào khổ vui đâu. Đừng có tưởng nó giàu mà họ vui nghe, họ cũng khổ thấy buồn nổi không? Phải không? Bởi vì người ta nói câu là đời giải tha muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, mà đẹp thì tạo lắm lị phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Đó, nó khác hơn người ngoài vậy đó. Nó khác hơn cái thế gian. Thế gian thì trọng sắc quý tiền. Ở ngoài thì họ thấy sắc đẹp với tiền bạc là họ thích rồi. Nhưng mà người tu chúng ta phải khác hơn người tu. Mình quý những cái thiện hiền trong tâm hơn. Nó hay hơn là sắc quý tiền. Cho nên thiên hạ thì tranh nhau nói khổ vui. Có chi là khổ, có chi vui? Vui trong tham thì vui đó khổ rồi, chắc chắn Đức Phật dạy. Mà khổ để tu hành thì khổ đó vui. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài khổ với vui. À, như vậy thì cái cốt lõi chúng ta phải làm sao giữ cái tánh bớt vui bớt khổ. Bây giờ vui có như là sẽ có cái vấn đề trái ngược với nhau. Vì vậy chưa tu thì đời lắm gian nan, tu rồi đời sẽ lạc an muôn phần. Quý vị nãy nói là quý vị là người tu chưa? Tu rồi có lạc an muôn phần không? Thấy chưa? Mình xét lại. Người ta chưa tu thì ta đau khổ nữa chi. Mình mang tiếng tu rồi mà cũng khổ đau luôn thì thôi. Mình với họ là giống nhau hay khác nhau? Mình phải khác một chút mới được. Không khác nhiều cũng phải khác một chút. Phải không? Chứ bây giờ người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn là thêm ta nữa. Thành ra ta họ giống như nhau rồi thôi, quỳ tiền. Bây giờ dù ông xã ông chưa tu sân si, mình là người tu rồi phải bớt sân si. Chứ bây giờ ông sân si xong mình cũng sân si luôn. Để giống nhau hay khác nhau? Ở nhà làm cho khỏe khỏi đi tu. Ở nhà sân si cho đã luôn, chứ đi tu gì nó không có khác miếng nào. Thấy không? Mình phải làm sao? Hôm nay chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị một cái ý chính rất là đơn giản. Đó là người tu có khác. Quý vị nhớ giùm chúng tôi coi, nhắc nhở mình là người tu có khác. Từ cái thái độ, hành vi, lời nói, quay nghi của mình cũng vậy. Mình là con Phật thanh cao mà. Thấy không?
chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi. Mình vào trong chùa mình thấy mình chắp tay thưa thỉnh, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề. Nó phải khác hơn cái người mà họ vô đây họ bạch ngực, họ đi tới họ đi lui, họ coi không ai ra gì. Còn mình không, mình đi trong chánh niệm, mình đi trong trang nghiêm, mình đi trong cái oai nghi của mình thì nó mới khác hơn cái người không tu. Chưa tu đời lắm gian nan, tu rồi đời sẽ lạc an muôn phần. Chưa tu còn lắm tham sân, tu rồi tỉnh thức dần dần thoát ra. Chúng tôi thích hai câu này. Trước đây mình chưa tu thì tham sân nhiều lắm, lắm mà lắm tham sân là tham sân nhiều. Bây giờ tu rồi chúng tôi muốn quý vị phải tỉnh thức, chứ chúng tôi không muốn quý vị là phải hết tham sân là điều này không có rồi. Bởi vì ai hết tham sân là thành Phật rồi, hiểu không? Là mình lên đây mình ngồi rồi, ngồi tòa sen rồi, chứ không có ngồi dưới đất được. Mình còn tham sân, nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn quý vị phải tỉnh thức. Đó. Tỉnh thức là phải nhận biết đó là tham sân, thì khác hơn cái người không nhận thức. Thí dụ bây giờ ai không ham ăn ngon mặc đẹp, ai không ham có nhiều tiền của tài sản, ai không ham ở nhà cao cửa đẹp, tất nhiên mình phải ham. Nhưng mà mình giác ngộ rằng không vì cái ham đó mà làm ác, không vì ăn ngon mà sát sanh. Cái người kia họ chưa tu, họ ham ăn ngon họ sát sanh, đúng không? Còn mình tu rồi cũng ham ăn ngon vậy, nhưng mà không sát sanh. Khác cái người không tu vô đó, phải không? Ai mà không ham ở nhà cao cửa rộng, đúng không? Mình là phàm phu mà phải ham. Nhưng mà không vì ở nhà cao cửa rộng đó mà làm nhiều cái việc ác, để mà được cái nhà cao cửa rộng đó thì không nè. Đó, tỉnh thức. Tỉnh thức là chỗ này. Vì vậy người ta nói là không sợ tham sân sanh khởi, mà chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Như vậy cái đáng sợ là gì? Là mình không biết, không tỉnh thức đó là tham là sân. Còn cái chuyện tham sân sanh khởi là cái chuyện đương nhiên rồi. Tham sân nó là của mình rồi, nó thâm nhập ở trong người mình rồi, nó là phiền não ngủ ngầm ở trong tâm mình rồi, nó phải sanh khởi. Nhưng mà người tu chúng ta khác hơn người không tu là gì? Tỉnh thức dần dần thoát ra. Trong cái bài kinh Trung Bộ, bài kinh Cấu Quế, Đức Phật dạy người có cấu quế biết mình có cấu quế, đáng khen. Người không có cấu quế biết mình không có cấu quế, đáng khen. Còn hai người đáng chê là gì? Người có cấu quế mà không biết mình có cấu quế, đáng chê. Đáng chê là gì? Là người không có cấu quế mà mình cũng không biết mình không có cấu quế, cũng đáng chê luôn. À, thì mình thấy tại sao mà không có cấu quế mà không biết không có quế, đáng chê. Đức Phật này nói thiệt sự là anh không tham không sân thiệt, không có phiền não thiệt, nhưng mà anh không biết. Nhưng mà khi có cảnh ra anh lại sanh khởi thiệt. Đức Phật này ví dụ rất rõ. Giống như mình có viên ngọc quý mà mình không biết cái viên ngọc quý, mình dục nó vô trong cái góc nhà nào đó, bụi bặm nó tắm. Còn mình có viên ngọc quý, mình biết đây là viên ngọc quý, mặc dù nó có bám bụi nhưng mình thường xuyên lau chùi nó sẽ bóng. Cũng vậy, tâm của mình có phiền não, biết mình có phiền não, đáng khen. Hơn là cái người tâm không phiền não mà không biết. Như vậy thì ở đây Đức Phật chỉ khen hai hạng người biết thức tỉnh. Vì vậy cái câu này rất hay là chưa tu còn lắm tham sân, tu rồi tỉnh thức dần dần thoát ra. Cái chữ tỉnh thức đó là mình. Hôm nay chúng tôi xin chúc mừng quý vị nhận được cái ý thức là mình là cái người tu rồi là tỉnh thức. Mặc dù mình vẫn còn tham sân giống như người kia, nhưng mà mình hơn họ cái là mình tỉnh. Tỉnh thức. Chưa tu lạc lối nẻo tà, tu rồi giác ngộ đâu là đường đi. Trước đây mình chưa tu á, mình đi theo đủ thứ đạo đó. Đạo nào hướng dẫn mình cũng đi, tu tùm lum. Không có gì nhớ, tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không khéo, khổ lưu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lị, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn môn. Cho nên chắc ăn nhất là tu theo Phật. À, không tu theo ai hết. Nhớ, tu theo Phật chắc ăn. Tu theo Phật cũng phải ăn nhiên tự tại. Đức Phật thì rất ăn nhiên tự tại.
dẫu thế nào tâm mãi an vui. Tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi. Duyên nó đến như thế nào, lúc nào, nơi nào cũng được. Mà thực hành lời Phật thì đời đời an vui. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nhất khắc phải tu theo Phật chứ không tu theo ai. Không tu theo ông này bà nọ. Tu theo bất cứ người nào, mình dứt khoát là đi theo theo Phật. Tu chưa tu lạc lối nẻo tà, tu rồi giác ngộ đâu là đường đi. Chưa tu tạo nghiệp ly bì, tu rồi sửa lỗi từ bi giúp người. À, trước đây mình chưa tu thì mình tạo nghiệp với lúc thân nghiệp khẩu nghiệp của mình là toàn xuất phát từ tham sân si không. Bây giờ thân nghiệp khẩu nghiệp của mình phải xuất phát từ lòng tự từ bi. Bây giờ đạo Phật dạy chúng ta là từ bi trí tuệ. Hành động nào xuất phát từ từ bi thì hành động đó mang đến phước báo. Hành động nào xuất phát mà cái tâm không từ bi là hành động đó mang đến khổ đạo nghiệp báo. Rõ ràng như vậy thì cái hành động không quan trọng mà cái tâm mới là quan trọng. Cũng là cái hành động đó nếu mà với cái tâm từ bi thì tốt. Cũng là cái hành động đó mà với cái tâm ác là nghiệp. Cũng giống như bác sĩ, ông rạch bụng người ta, nhưng mà ông rạch bụng là với cái tâm từ bi cứu người ta thì có phước. Còn cái thằng xã hội đen ông rạch bụng người ta, ông nội ơi, phước hay tội? Nó cũng rạch bụng người ta đó, nhưng mà nó rạch xong nó không may lại. Ông bác sĩ rạch xong rồi, nó rạch xong rồi, rạch bụng xong rồi để người ta báo giải chết luôn. Cho nên cũng là hành động mổ bụng, cũng hành động là cưa tay chặt chân, nhưng mà các bác sĩ á, giống như cái nhà sản xuất dao vậy. Người ta sản xuất dao ra để cho người dân có cái dụng cụ thuận lợi để mà làm nội trợ, thấy không? Thì có phước. Nhưng mà cái thằng giết người nó lấy con dao đi giết người ta thì quý vị thấy là khác nhau. Cho nên chưa tu thì sao? Tạo nghiệp ly bì. Mà tu rồi thì phải từ bi giúp người. À, thì cái ông bác sĩ ông cũng mổ bụng, ông cũng cưa tay chặt chân người ta, thấy không? Thao khớp. Bây giờ mình bị cái chân gãy rồi, vô trong ông thao là bực mắt cái chân. À, thì cái này là theo quý vị ông có tội không? Không. À, còn cái người kia hồi lại chặt cái chân mình có tội không? Mai mốt nó đi, mốt nó cũng có một chân thôi. Còn bác sĩ cái sao ông có cái chân ông đào nó sẽ mạnh hơn cái chân bình thường. Cái phước nó khác. Như vậy thì chưa tu thì tạo nghiệp ly bì nghe. Đó, bây giờ mình phải nhớ, trước đây mình chưa tu thì tạo nghiệp, đụng đâu tạo nghiệp đó. Bây giờ tu rồi, sửa lỗi từ bi giúp người. Chưa tu ngã chấp si mê, tu rồi buông xả nẻo về thanh thản. Hai câu cuối mới là hay. Chưa tu lòng thấy bất an, tu rồi thoát khổ muôn vàng thảnh thơi. Vỗ tay đi. Không hay hoài đâu, tại quý vị vỗ tay cho tôi nghỉ mệt chút. Giảng nó sung quá cho nên nó cũng hơi mệt. Nói nó nhanh quá, nói chậm chậm chút cho nó khỏe. À, thì tóm lại hôm nay chúng tôi giảng bài pháp, quý vị còn nhớ tựa đề là gì không? Tựa đề là gì? Chưa tu là tu rồi. Cái câu mà chúng ta cần phải nhớ là gì? Người tu có khác hơn người không không tu. Nhớ nghe, lúc nào cũng tâm niệm rằng mình là người tu phải khác hơn người không không tu. Mà khác cái gì? Khác cái áo tràng hay là khác cái gì? Khác cái hành vi, lời nói và tư tưởng, đúng không? Khác cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đúng không? Khác cũng hành động đó, mà trước đây mình vì cái tâm sân, tâm si, tâm tham. Bây giờ hành động đó là vì cái tâm tự từ bi, nó khác chỗ đó. Rồi khác chỗ nào nữa? Trước đây người ta chửi mình buồn, bây giờ người ta chửi mình thì đó, quý vị nói nghe. Ai nói vui ngày mai quý vị canh giùm tôi mấy người nói vui đó, chửi giùm đi, giúp cho họ vui. Chửi họ từ sáng tới chiều giùm sư đi, cho họ vui. Bây giờ mình tại vì hồi xưa họ chưa tu thì mình sợ, mình nói không biết lòng, mình chửi họ buồn. Bây giờ họ tu rồi, họ hứa rồi, họ nói ai chửi họ không? Bây giờ họ nói rằng là bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao mà. Cho nên mình cứ gây nghiệp chướng với họ đi. Nói vậy thôi, nhưng mà người tu chúng ta thì nhớ lúc nào cũng giảm bớt phiền não cho người khác để thể hiện cái lòng tự từ bi.
Và quan trọng hơn nữa là giảm bớt phiền não cho chính mình là trí tuệ. Thôi thì hôm nay chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Bài giảng thì rất là đơn sơ, đơn giản. Cái tựa đề thì nó đơn giản, nhưng mà nó chuyển tải một cái nội dung mà chú quý vị nãy giờ thấy nó có hấp dẫn không? Nó rất là thiết thực. Để thể hiện một điều là người tu phải khác hơn người chưa tu. Cái câu chúng tôi nói là người tu dù gặp chuyện xui nghe cũng không nản chí, thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Đó. Trước khi dứt lời, cho phép cái chánh định được nói lời niệm ân đến Hòa Thượng trụ trì Chư Tôn Đức. Trong bổn tự đã cho chánh định một khoảng không gian thời gian 1 giờ đồng hồ rất là tuyệt vời để chia sẻ một bài pháp đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử. Trong khi chia sẻ, nếu có điều chi sơ sót, xin trên Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức cũng như dưới toàn thể đạo tràng Phật tử niệm tình hỷ xả cho. Trước khi dứt lời một lần nữa, xin kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.